Được biết đến là một trong những chính trị gia điển trai và cá tính nhất thế giới, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã làm thổn thức trái tim của hàng triệu phụ nữ trên toàn cầu. Câu chuyện về cuộc đời của ông có thể được viết thành một cuốn sách dày. Vốn xuất thân trong một gia đình chính trị, nhưng ban đầu ông không có ý định sẽ tham gia chính trường. Chỉ đến khi những bi kịch xảy ra thì cuộc đời ông mới hoàn toàn thay đổi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thủ tướng Canada Justin Trudeau, chính trị gia điển trai và cá tính nhất thế giới. Bi kịch tuổi thơ. Ông Justin Trudeau sinh ngày 25 tháng 12 năm 1971 tại thủ đô Ottawa của Canada. Ông là đứa trẻ thứ hai trong lịch sử Canada được sinh ra trong một gia đình đương kim thủ tướng. Có bố là cố thủ tướng Pierre Trudeau, người từng lãnh đạo Canada trong gần 16 năm và tạo ra làn sóng hâm mộ mang tên Trudeau Mania trước khi nghỉ hưu năm 1984. Mỗi nơi mà ông Pierre đi tới đều khiến cho phụ nữ của vùng đó phát cuồng. Giáo sư Cecil Foster của trường đại học Buffalo hồi tưởng lại, mẹ của Trudeau, bà Margaret Trudeau, lấy ông Pierre khi mới 18 tuổi và đã từng rất khó khăn với cuộc sống sau hôn nhân khi bị truyền thông vây quanh. Bà cũng tiết lộ đã có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một vài nhân vật đặc biệt, trong đó có thượng nghị sĩ Mỹ Ted Kennedy. Hai người ly dị vào năm Trudeau lên 6 tuổi và Justin Trudeau trở thành bạn đồng hành quá trẻ của cha trong những chuyến đi nước ngoài. Thỉnh thoảng, ông cũng chịu trách nhiệm an ủi mẹ, người từng nhiều lần xuất hiện tại trường học của ông và mang theo nỗi tuyệt vọng về chuyện một người bạn trai đã bỏ rơi mình. Là một đứa trẻ, Justin Trudeau phải chịu nhiều tai tiếng vì thói dơ bời bạc mạng của mẹ mình khi bà khiêu vũ ở Studio 54 hay tham dự tiệc đêm với Rolling Stones. Trudeau nói, cha tôi là một người đàn ông mạnh mẽ theo kiểu truyền thống, nhưng đổi lại, ông ấy là người không giỏi thể hiện tình cảm. Một số người đã từng thử xúc phạm tôi bằng cách nói, ông ấy là đứa con trai của mẹ, nhưng chẳng sao cả, ngay lập tức tôi sẽ trả lời, cảm ơn rất nhiều. Cha ông Pierre Elliott Trudeau rất bận rộn với những năm đầu đời của cậu con cả. Với vai trò thủ lĩnh đảng Tự do Canada, tháng 4 năm 1968 tới tháng 6 năm 1979, rồi tháng 3 năm 1980 tới tháng 6 năm 1984, và thủ tướng. Ông thường phải làm việc thâu đêm và rất khó khăn mới có được thời gian cho con cái. Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, cậu bé Justin lại được bố đem theo đi khắp nơi. Lần thì là một buổi gặp gỡ với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Lần khác lại đến nghe Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đọc thơ cao bồi của Canada. Trải qua thời thơ ấu thầm lặng, Justin bắt đầu được biết đến nhiều hơn sau khi tốt nghiệp đại học McGill ở thành phố quê nhà Montreal vào năm 1994. Thay vì theo bước cha trong sự nghiệp chính trị, ông chọn một con đường khác là đi dạy học. Justin đã dạy tiếng Pháp và toán ở Vancouver sau khi lấy bằng sư phạm tại Đại học British Columbia. Thời thơ ấu của Justin Trudeau kết thúc khi ông 26 tuổi. Đó là một ngày mùa đông, Trudeau nhận được một cuộc điện thoại nói rằng em trai ông, Michel, đã bị chết trong cơn lốc xoáy khi đang đi trượt tuyết gần hồ Kokanee, British Columbia. Mặc dù bạn bè của cậu đã được giải cứu, Michel mãi mãi nằm lại trong hồ. Nỗi đau mất đi người em trai còn chưa nguôi ngoai. Khoảng một năm sau, Trudeau lại biết tin cha ông bị ung thư tuyến tiền liệt. Một sự thật mà Pierre đã giấu cậu con trai lớn của mình suốt một thời gian bởi ông không muốn cậu bỏ rơi học sinh vào giữa kỳ học của chúng. Thời điểm đó, Trudeau đang là một giáo viên và người hướng dẫn trượt tuyết. Trận đấu quyền Anh đáng nhớ. Ngày 28 tháng 9 năm 2000, Pierre Trudeau qua đời ở tuổi 80 và Justin Trudeau đã có bài điếu văn xúc động trong buổi lễ tang quốc gia được truyền hình trực tiếp. Một thời gian dài sau đó, Đài truyền hình Canada vẫn nhận được rất nhiều yêu cầu phát lại bài điếu văn xúc động của con trai cố thủ tướng mà chính trị gia hàng đầu Quebec, Claude Ryan đã mô tả như là biểu hiện đầu tiên của một triều đại. Trong những năm tiếp theo, Justin Trudeau ngày càng sống một cuộc đời sôi nổi. Ông tham gia các chương trình xã hội hỗ trợ thanh thiếu niên và nêu cao nhận thức về môi trường. Ông cũng góp sức thành lập trung tâm cảnh báo, ngăn ngừa và khắc phục tuyết lở ở Canada. Một nỗ lực để giảm bớt những tai nạn thương tâm như điều đã xảy đến với em trai ông. Chỉ tới năm 2008, Justin Trudeau mới thực sự trở thành một chính trị gia khi ông đắc cử vào Hội đồng Dân biểu quận Papineau,
Montreal với tư cách đảng viên đảng tự do. Khi đó, ông bị coi là một kẻ chỉ phương cao nhờ bám vào danh tiếng của cha mình. Nhưng Justin là một chiến sĩ thật sự, như ông đã chứng minh vào ngày 31 tháng 3 năm 2012. Đó là một trận quyền Anh từ thiện, và theo người điều khiển trận đấu, Justin bị đánh giá là ở cửa dưới. Đối thủ của ông trong cuộc so găng, Patrick Brazo, là một cựu quân nhân xăm trổ đầy mình, cao lớn vạm vỡ và là nghị sĩ Canada của đảng bảo thủ. Sau khi bước lên sàn đấu, Trudeau liên tục phải phòng ngự trước những đòn tấn công như bão táp và đầy dọa nạt của Brazo trong hiệp 1. Nhưng hai hiệp sau là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tận dụng lợi thế tốc độ, Trudeau bắt đầu trả đòn và dồn được ngài nghị sĩ bảo thủ vào dây võ đài. Đầu hiệp 3, sau một cú đấm gục đối phương khiến trọng tài phải đếm tới 8, thì Brazo mới đứng lên. Cuối trận, Trudeau được tuyên bố thắng cuộc. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Trudeau đã nhiều lần nhắc lại trận boxing đó và nói say sưa về tình yêu của ông với môn quyền Anh. Chẳng hạn, ngay trước cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp có ý nghĩa quyết định, đảng tự do đã đăng một bức hình khổ lớn của Trudeau đeo găng ở trần, mặc quần đấu boxing thủ thế và mắt nhìn lăm lăm về phía trước với dòng tiết Justin Trudeau sẵn sàng đấu tranh cho người dân Canada. Chính trị gia đa tài. Sau 7 năm hoạt động tới năm 2013, ông Trudeau giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng tự do và trở thành lãnh đạo đảng tự do. Năm 2015 ghi dấu thành công vang dội của Trudeau khi ông cùng với đảng tự do giành thắng lợi lớn trong bầu cử liên bang, giành hơn 150 ghế hạ viện so với bầu cử năm 2011 và lần đầu tiên sau 10 năm lấy lại thế đa số trong quốc hội. Ông Trudeau chính thức nhậm chức thủ tướng vào tháng 11 năm 2015 ở tuổi 45 để trở thành thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada sau Joy Clark. Đúng với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, Trudeau có nội các cân bằng giới tính với một nửa nhân sự là nữ. Là người gần gũi với thanh niên, Thủ tướng Canada tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy vai trò của giới trẻ, bảo vệ môi trường và nâng cao an toàn trong các hoạt động thể thao mùa đông. Thủ tướng Canada được biết đến là một chính trị gia đa tài khi từng đóng phim truyền hình của kênh CBC mang tên The Great War kể về vai trò của Canada trong Thế chiến thứ nhất. Không chỉ tài năng và có cách lãnh đạo đất nước một cách tài tình, Thủ tướng Canada còn thường xuyên được miêu tả bằng những cụm từ hoa mỹ như là soái ca hay là đẹp như tượng nhờ vẻ ngoài điển trai, cao ráo và phong thái đỉnh đạt. Hiện tại thì ông đang xây dựng hình ảnh một chính trị gia trẻ tuổi, gần gũi, phong cách và thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục bình dân. Chẳng những thế, ông còn lọt top những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Vogue bình chọn. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chưa tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Ngôi sao phương Bắc trong lòng người dân Mỹ. Tháng 7 năm 2017, cả nước Mỹ và Canada cùng xôn xao vì Rolling Stone, một tạp chí lâu đời và có tiếng ở Mỹ, đã dành hẳn bài nổi bật số kỷ niệm 50 năm thành lập để viết về Thủ tướng Justin Trudeau. Họ gọi Thủ tướng Canada là ngôi sao phương Bắc. Bài phân tích dài 7.000 từ đã đi từ những ưu điểm, khuyết điểm đến thành công và thất bại chính trị của ông Trudeau. Hơn hết, sau tất cả những phân tích ấy, tác giả đã đặt hình tượng người Thủ tướng của phương Bắc với vị Tổng thống của nước Mỹ hiện tại để làm nổi bật lên thông điệp mà họ đã viết trên trang bìa tạp chí. Tại sao ông không phải là Tổng thống của chúng ta? Mặc dù có họ đều bắt đầu bằng chữ T, nhưng ông Trump và ông Trudeau là hai con người hoàn toàn khác biệt. Trong khi ông Trump ủng hộ kế hoạch hóa gia đình, khuyến khích sử dụng các phương tiện tránh thai, ông Trudeau lại cho rằng phụ nữ có quyền phá thai nếu họ muốn. Người phá thai cũng nằm trong diện được hưởng chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân của người Canada. Ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thì ở phía bên kia biên giới, ông Trudeau đang kêu gọi các thành phố và bang của Mỹ cùng hợp tác cắt giảm khí thải. Phi thủ tướng đi tất hoạt hình và chiến thuật phá băng ngoại giao. Không phải ai cũng có thể chọn một bộ vest trắng muốt của nhà thiết kế Ralph Lauren để thể hiện nữ quyền giống như bà Hillary Clinton. Cách ủng hộ ngành may mặc địa phương mà cụ đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng làm mỗi khi đến thăm một đất nước, mặc trang phục được làm ra bởi các thợ may trong vùng, cũng khó áp dụng được với các quý ông. Nhưng Thủ tướng Canada đã quá thông minh khi chọn đôi tất làm phần thể hiện thông điệp của mình.
Chẳng hạn như hôm ngày 24 tháng 6 năm 2017, trong lễ diễu hành ủng hộ người đồng giới tại Toronto, ông Trudeau đã đi một đôi sọc cầu vồng in dòng chữ Eid Mubarak, tên một ngày lễ lớn của người đạo Hồi khi họ kết thúc tháng ăn chay Ramadan diễn ra cùng ngày với cuộc diễu hành. Ông đã truyền đi thông điệp ủng hộ hai cộng đồng người khác nhau ở Canada chỉ bằng một đôi tất. Hành động nhỏ này của vị thủ tướng cũng góp phần ủng hộ ngành công nghiệp địa phương. Chúng được dệt tại công ty tất Hollow có trụ sở tại Toronto và được bán với giá 14,99 đô la Mỹ. Tất nhiên, tất cả những ý tứ đó không được sinh ra một cách tình cờ. Cũng không cần phải để ý kỹ mới nhận thấy ông Trudeau đã mang một đôi tất đỏ in họa tiết lá phong, biểu tượng của đất nước Canada đến tham dự chương trình Sống cùng với Kelly và Ryan phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Đây chính là đôi tất mà ông từng mang trong cuộc gặp mặt các lãnh đạo tỉnh thuộc chính phủ Canada năm 2015. Hồi tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Canada đã gây ấn tượng khi xuất hiện tại hội nghị NATO ở thủ đô Brussels, Bỉ với một đôi tất cộc cạch bên hồng bên xanh và được in hình họa tiết lá cờ NATO. Sau đó, trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Ireland, ông Trudeau đã mang một đôi tất có in hình chiến tranh giữa các vì sao, bởi đó là ngày tôn vinh bộ phim cùng tên trên toàn thế giới. Trong tất cả những đôi tất mà ông Trudeau mang không đơn thuần chỉ để mua vui, mà đều ẩn chứa một thông điệp của tinh thần đoàn kết. Nó cũng là một con tàu phá băng hữu hiệu mà vị Thủ tướng Canada đã sử dụng trong các buổi gặp gỡ. Chỉ bằng một đôi tất đặc biệt, ông Trudeau đã nhận được cái cúi nhìn đầy thiện cảm của Thủ tướng Đức Angela Merkel hay lời khen ngợi của nữ chủ tịch tập đoàn Xerox. Canada sẽ ra sao dưới chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau? Bất chấp những động thái và tầm nhìn tiến bộ của mình, Trudeau vấp phải rất nhiều chỉ trích vào năm 2016 khi ông phê duyệt mở rộng dự án Kinder Morgan Trans Mountain liên quan đến việc chuyển cát dầu từ Alberta tới cảng British Columbia. Ông đã phủ nhận các cáo buộc về tác hại đối với môi trường và khí hậu và nói rằng quyết định của mình dựa trên khoa học và không làm tổn hại môi trường. Và ông Trudeau cũng đã từ bỏ những hứa hẹn về cải tổ bầu cử liên bang, khiến một số cử tri cánh tả vốn đang háo hức trước viễn cảnh về một hệ thống bầu cử khác thấy giận dữ. Tuy nhiên, theo đánh giá độc lập của 20 học giả Canada, ông Trudeau đã giữ hoàn toàn hoặc một phần với 92% những lời hứa, tức nhiều hơn bất cứ thủ tướng Canada nào trong suốt 35 năm qua. Tháng 6 năm 2018, Thượng viện Canada đã thông qua đạo luật cần sa, đưa Canada trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới hợp pháp hóa cần sa vì mục đích giải trí sau Uruguay. Bình luận về động thái này, Trudeau nói, rõ ràng cách tiếp cận hiện tại là cấm cần sa không giúp bảo vệ con cái của chúng ta, không giúp lấy tiền ra khỏi túi của những kẻ phạm tội của tổ chức, và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra khung pháp lý mới liên quan đến cần sa. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trudeau cũng dính vào hai vụ bê bối lớn. Một vụ bê bối vì đạo đức vào đầu năm 2019, được gọi là vụ SNC-Lavalin, khiến ông mất đi nhiều sự ủng hộ. Khi đó, một cơ quan giám sát đạo đức đã phát hiện ra rằng Thủ tướng đã vi phạm các nguyên tắc lợi ích liên bang khi cố tình gây ảnh hưởng lên cựu trưởng công tố nhằm giúp công ty kỹ thuật SNC-Lavalin không phải ra tòa với cáo buộc hối lộ. Hình tượng của ông Trudeau sau đó lại bị ảnh hưởng khi những hình ảnh ông hóa trang thành người da màu trong ba sự kiện riêng biệt trong quá khứ bị lan truyền. Điều này được xem là cú đánh mạnh vào hình ảnh chính trị của ông Trudeau, vốn được xây dựng như điển hình cho lòng trắc ẩn và sự bao dung. Tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiếp tục giành chiến thắng để lên cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai. Chính phủ mới Justin Trudeau cầm quyền sẽ phải chèo lái, đưa nền kinh tế Canada vượt qua nhiều cơn gió ngược. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới dự kiến sẽ chậm lại và tình trạng này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới Canada. Những xung đột thương mại trên quy mô toàn cầu cùng với một hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, NAFTA, còn đang dang dở cũng là một khó khăn đối với chính phủ mới. Về đối ngoại, những thay đổi trong môi trường quốc tế đang khiến cho Canada phải vật lộn tìm hướng đi mới. Trong bối cảnh các mối quan hệ cũ có dấu hiệu sứt mẻ, mối quan hệ từng rất tốt đẹp với Mỹ, vốn được coi là một trong ba trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của Canada, đang ngày càng gượng gạo sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền với chính sách nước Mỹ trước tiên. Tình hình rối ren và phức tạp trên chính trường, một loạt đồng minh chủ chốt của Canada trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO
như Anh, Pháp, Đức, phần nào làm gián đoạn hợp tác giữa Ottawa với các nước này. Căng thẳng ngoại giao giữa Canada với Trung Quốc, Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục nổi cộm. Những diễn biến này khiến cho Thủ tướng Justin Trudeau được dự báo sẽ đối mặt với một nhiệm kỳ đầy thách thức. Hai lần bỏ lỡ nhau trong đời và lời tỏ tình ngọt hơn mật. Thủ tướng Justin Trudeau và vợ là Sophie Bridgeport đã quen biết nhau ngay từ khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ. Sophie là bạn cùng lớp, cũng là bạn thân của em trai Justin nên thường tới chơi nhà Trudeau. Tuy nhiên, do sự cách biệt về tuổi tác nên cả hai người thường không trò chuyện nhiều. Mãi đến tháng 6 năm 2002, cả hai mới có cơ hội gặp lại khi cùng dẫn chương trình Mercedes-Benz Grand Prix nhằm quyên tiền cho tổ chức từ thiện dành cho trẻ em Starlight. Bà từng chia sẻ với tờ Sutherland của Canada: "Chúng tôi cười đùa, trò chuyện và nhận ra có một mối liên hệ đặc biệt. Tôi lúc đó biết rằng đây chính là người mà mình cần suy nghĩ thật nghiêm túc." Ngày hôm sau, Justin Trudeau nhận được một email rất dễ thương từ Sophie, nhưng ông chỉ im lặng mà không nói đồng ý hay từ chối. Justin Trudeau bày tỏ: "Tôi biết nếu tôi đáp lại dù chỉ một phút, chúng tôi sẽ có ngay một cuộc hẹn cà phê, nhưng đó cũng sẽ là buổi hẹn cuối cùng tôi có trong đời." Đó cũng là thời điểm Justin Trudeau đang gần bước sang tuổi 30 và ông đã đặt sự nghiệp lên đầu. Thế nhưng, mối nhân duyên tưởng như đã đến hồi kết thì định mệnh một lần nữa lại kéo họ lại bên nhau. Cả hai vô tình chạm mặt trên phố sau đó vài tháng. Ngay lúc đó, Justin Trudeau đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho lần hai. Ông đuổi theo Sophie Rigua, hỏi xin số điện thoại nàng và chủ động hẹn gặp mặt. Thế nhưng, Sophie lại đáp lời chàng trai sau này sẽ trở thành thủ tướng Canada rằng: "Nếu anh còn giữ email của tôi, tất nhiên anh đã có số điện thoại." Cô cũng từ chối sẽ không đến cuộc hẹn. Nhưng rồi cuối cùng, có lẽ không thể cưỡng lại được sức hút từ người đàn ông lịch lãm và cũng muốn có một lời giải thích rõ ràng nên cô vẫn đến. Và hai người đã có một buổi hẹn hò vô cùng tuyệt vời. Sophie chia sẻ với Vogue về lời tỏ tình mà Trudeau dành cho mình: "Tôi là một người mơ mộng và lãng mạn. Cuối buổi tối, anh ấy đã nói với tôi rằng anh 31 tuổi và anh đã chờ em suốt 31 năm. Thế là cả hai chúng tôi cùng khóc như những đứa trẻ." Năm 2005, cặp đôi đã chính thức trở thành vợ chồng. Sau đó hai người lại tiếp tục theo đuổi con đường của riêng mình, nhưng không bao giờ quên hỗ trợ đối phương trong mọi việc, từ công việc cho tới trách nhiệm gia đình. Tình yêu 14 năm vẫn cháy bỏng như thuở đầu. Mặc dù việc trở thành thủ tướng chắc chắn là một bước ngoặt thay đổi cuộc sống của cả Justin và Sophie, nhưng họ vẫn luôn cố gắng tập trung vào gia đình. Sophie, người từng là cử nhân truyền thông, từng làm MC, luật sư, người mẫu, giảng viên yoga, nói với tạp chí Vogue: "Một trong những nhiệm vụ của tôi là phải giữ nguyên sự yên bình trong gia đình của chính mình để làm hậu phương vững chắc cho chồng." Với sự hỗ trợ từ người vợ yêu dấu, Justin biết rằng trong suốt cuộc đời ông, Sophie sẽ luôn ở đó, giúp ông duy trì mọi thứ và hỗ trợ nhiều nhất khi có thể. Bản thân Justin Trudeau cũng cực kỳ xem trọng gia đình. Ông luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian chơi đùa với ba người con, Xavier, Ella Grace và Harrison. Còn đối với vợ, ông lúc nào cũng dành sự trìu mến, ngọt ngào và những giây phút lãng mạn bên nhau. Dù đã trải qua 14 năm hôn nhân với những thăng trầm, nhưng ngọn lửa tình yêu vẫn cháy trong ánh mắt Thủ tướng Canada dành cho vợ. Rất nhiều những hình ảnh tình tứ của cặp đôi khi nắm tay, khi hôn nhau hay nhìn nhau không rời được đăng tải trên mạng khiến dân tình không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, vợ chồng Thủ tướng Canada cũng đã phải trải qua không ít những bất đồng, căng thẳng trong cuộc sống hôn nhân. Đó là điều không ai tránh khỏi. Nhưng bằng tình yêu thương và sự bao dung của mình thì họ đã học được cách dung hòa sự khác biệt trong tính cách của cả hai để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.